Theo ghi nhận của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ, môi trường nước tại các kênh rạch nội ô thành phố đã bị ô nhiễm hữu cơ và vi sinh. Những năm gần đây, thì thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh thực hiện các dự án cải tạo các kênh rạch nội ô. Tuy nhiên, một số nơi thì vẫn còn ô nhiễm nặng. Nhiều con rạch đang trở thành những túi chứa rác thải và nước thải suốt ngày đêm, rồi sau đó đổ ra sông lớn. Khó có thể hình dung đã từng một thời, như bầy trẻ trầm mình trên rạch Tham Tướng hay rạch Đầu Sấu ở quận Ninh Kiều để nô đùa và bắt cá. Giờ đây, nước trên những con rạch này chỉ duy nhất một màu đen ngòm, rác và mùi hôi thối xuất hiện quanh năm. Hồi xưa nước thông chảy trong lắm, ghe lớn đi cũng được luôn. Bây giờ mỗi người lấn ăn chút, bây giờ nó muốn bít cái gạch luôn rồi. Bây giờ rác nó dơ quá trời, cái vụ này nếu mà làm cách nào chứ làm cách này hốt vài bữa nó cũng đầy nhóc lên nữa. Ý thức của người dân, sự quản lý, chế tài kém hiệu quả của cơ quan chức năng là nguyên nhân chính làm cho việc ô nhiễm nguồn nước nặng nề hơn. Trong cái quy hoạch của chúng ta đó, hồi nào giờ thì chúng ta thường là không chú ý đến cái việc là quy hoạch cái hệ thống dẫn nước thải riêng và hệ thống dẫn nước mưa riêng. Thì chúng ta nên quy hoạch hai hệ thống đó riêng. Miệng cống thoát nước thải hoặc là những cái kênh rạch thoát nước thải ra những cái sông lớn hơn đó, thì hiện nay thì có cái tình trạng là chưa có đáp ứng được cái góc độ là thể tích cũng như là cái phạm vi để cái lượng nước thoát từ những cái kênh rạch ra sông và những cái kênh rạch lớn hơn. Tốc độ đô thị hóa cao, dân số tăng nhanh là các tác nhân làm cho kênh rạch thoát nước và các ao hồ chứa nước ở thành phố Cần Thơ bị thu hẹp. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, tầm nhìn hạn chế và thiếu vốn đầu tư trong công tác quy hoạch cũng khiến hệ thống thoát nước của thành phố chưa đáp ứng yêu cầu. Trước thực trạng nguồn nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, thời gian qua, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ cũng đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp. Việc theo dõi hiện trạng nguồn nước cũng được thực hiện thường xuyên. Bằng thiết bị chuyên dụng, các nhân viên của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ nhận biết chất lượng nước dựa trên những dữ liệu được phân tích, so sánh với những tiêu chuẩn theo bản quy chuẩn quốc gia. Những số liệu quan trắc này là cơ sở quan trọng để cảnh báo, định hướng cho các hoạt động kiểm tra, xử lý, bảo vệ và quy hoạch việc sử dụng nước của địa phương. Chúng ta lấy mẫu về phòng thí nghiệm chúng ta phân tích. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích và báo cáo số liệu, đánh giá số liệu để chúng ta theo dõi được cái diễn biến về cái chất lượng môi trường hàng năm. Cái công tác bảo vệ môi trường sắp tới thì cũng đang hoàn thiện về cái mạng lưới quan trắc. Thì trong đó cũng chú trọng về cái công tác về quan trắc tự động để nhằm theo dõi về cái diễn biến về cái chất lượng môi trường cách kịp thời. Bên cạnh việc điều tiết, kiểm soát nguồn nước mặt, thì việc phục hồi hệ thống kênh rạch trong nội ô cũng đang được thành phố Cần Thơ quan tâm. Những năm gần đây, nhiều gói thầu nạo vét cải tạo kênh rạch tiêu thoát nước đã được triển khai. Nhiều kênh hở đã được phục hồi hoặc làm cống hợp, kết hợp làm đường giao thông, công viên. Hệ thống kênh rạch sau cải tạo được kỳ vọng sẽ tiêu thoát nước thải, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị. Bên cạnh những nỗ lực đó, thời gian qua, thành phố Cần Thơ cũng thường xuyên mở các đợt ra quân dọn rác và trồng thêm lục bình để cải thiện nguồn nước, hạn chế ô nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là giải pháp tình thế. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước hiện nay thì cần phải có giải pháp căn cơ. Cái giải pháp mà chúng ta thực hiện bây giờ đó, nó thiếu căn cơ ở cái chỗ là chúng ta nạo vét. Nhưng mà tạo vét ở từng cái đoạn ngắn đó, nó mang tính cục bộ. Trong khi cái hệ thống đó, khi mà nó chảy vào đó, thì nó bị những cái nút thắt cổ chai rất là lớn. Lúc mà chúng ta làm những cái công trình đó, chúng ta không có hề chú trọng đến cái vấn đề thủy văn, thủy lực ở bên trong và vấn đề trao đổ nước. Thí dụ như cái cống ở phía sau chợ Xuân Khánh đó là có thể xem là một cái cửa ngõ của thành phố. Cái cửa ngõ đó nó đang bị hẹp. Nếu mà muốn phục hồi được cái giá trị đẹp của thành phố Cần Thơ, nó đòi hỏi một cái giải pháp tổng thể, đòi hỏi một cái ý chí rất lớn, phải có hẳn một cái chương trình tổng thể để khôi phục toàn bộ lại cái hệ thống kênh rạch của nội ô thành phố. Nếu mà chúng ta không chú trọng cho cái hệ thống nó được thông thoáng và chúng ta có những cái chỗ nó bị làm đê để chặn chẳng hạn, thì như vậy thì nó sẽ tù động. Và về lâu về dài thì nó cũng sẽ có cái hiện tượng ô nhiễm, hiện tượng phu dưỡng. Thành ra là chúng ta cũng phải quản lý cái cách đóng mở
cống hoặc là các cái công trình mà có thể là ngăn cản nước để chống ngập. Vấn đề này thì cũng đề nghị là ở góc độ quản lý đô thị và xây dựng đó thì cũng phải rà soát lại để thực hiện cải tạo những cái hạng mục này để trong thời gian tới cái việc thoát nước nó thông thoáng hơn. Các ngành chức năng của thành phố Cần Thơ cũng đang nỗ lực thực hiện cái việc thu gom xử lý nước thải, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện rà soát kiểm tra xử lý những cái hành vi lấn chiếm kênh rạch trong thời gian qua.